cái cây này người ta chống đỡ nè. Người ta lấy hai cái cây người ta chống thì mắc cười ghê. Trời ơi, thôi sơ thấy thương luôn. Có nào gió quật cái nó bật gốc không trời. Ổ gà, ổ voi tùm lum hết trơn hết trời. Đoạn này có một đoạn này ngã tư này nó xấu mà lâu quá không thấy ai tới sửa. Hả? À, các anh chị thấy không? Mưa cả. Hình xui lắm thôi. Bánh phải mì ha. Cá viên chiên á các anh chị thấy không? Toàn là bánh phải mì, cá viên chiên. Xúc xích chiên rồi đó. Đây là bắp này. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Trời đang chuẩn bị mưa. Trời đang chuẩn bị mưa, đám mây rất là lớn. Không biết là có mưa hay không á. Em đang ở khu vực Him Lam, quận 7 thưa các bác anh chị. Bây giờ là 4 giờ 30 phút. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2023. Em mời cô bác anh chị dạo phố lòng vòng. Nếu mà có mưa thì đi tắm mưa cùng với em thưa cô bác anh chị. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và nhiều sức khỏe. Ở đây là cái khu dân cư Him Lam. Và đi thẳng thì chúng ta ra tới đường Nguyễn Thị Thập đó cô bác anh chị. Sau lưng của em là chạy về đường Trần Xuân Soạn. Mấy hôm nay Sài Gòn mình ban ngày khó mưa quá trời luôn. Hôm nay chắc có lẽ là sẽ có mưa đó. Cho nên là em mời cô bác anh chị chạy xe máy dạo phố nha. Và lúc này là mưa nè, cô bác anh chị thấy không? Lúc này mưa nè. Mưa nổi nước tùm lum nè. Cái khu này em sẽ mời cô bác anh chị đi trên đường Nguyễn Thị Thập nha. Đó. Đây là khu nhà giàu ha cô bác anh chị. Những cái căn nhà có giá tới mấy chục tỷ, 40-50 tỷ, 70-80 tỷ cho những căn nhà đường Nguyễn Thị Thập mặt tiền ha. Tại diện tích ở đây nó to lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì trả mặt bằng cho thuê quá trời luôn. Cho nên là nó cũng rất là te tu á các anh chị, nhiều lắm. Đây là chiếc VinFast VF8 này. Rồi em tới phía trước đường Nguyễn Thị Thập. Mấy hôm nay thì thủy triều đang lên á, sáng chiều nước cao thưa các bác anh chị. Nếu mà mưa trúng cái giờ thủy triều lên thì thường dễ bị ngập lắm. Đi thẳng thì chúng ta ra Nguyễn Văn Linh luôn. Ở đây thì em sẽ quẹo trái nha. Bên phải thì cô bác anh chị đi lên cầu Him Lam của khu Trung Sơn. Nói cho đúng thì cái khu này gần nhà em mà. Đi về hay là lúc đi thì cũng đều là vị trí này. Thành ra cô bác anh chị thấy là em cũng hay có những cái clip ở đây. Hôm nay thì tại vì mưa này, tình cờ gặp cơn mưa, mời cô bác anh chị dạo phố. Bây giờ thì chưa mưa nhưng mà mây cũng đen quá trời, các bạn chị thấy không? Rồi có bạn bé đẩy chiếc xe chiếc xe không còn cái đầu luôn á các bạn anh chị. Rồi em quẹo trái đây. Đường đường Nguyễn Thị Thập các cô bác anh chị. Hướng đi về ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ nha. Trời mưa gió thì làm ăn cũng vất vả lắm, đặc biệt là mấy cô bác bán hàng rong. Đó, giống như chú này, không, cái xe đó, chợ hàng đi bán đó. Thấy mưa thấy quại rồi. Chiếc Clubman ha, Mini Cooper đẹp. Thích cái kiểu xe này lắm. Bánh mì à. À, cuộc sống của bà con mình buổi chiều tan ca. Mấy cái tòa tháp đó người ta đang còn
mấy cái tòa tháp. Sấm chớp ghê quá, mấy tòa tháp đó là của chung cư Novaland đó, thưa cô bác anh chị. Chung cư Novaland. Ngay ở đây là Novaland Nguyễn Hữu Thọ. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Nguyễn Thị Thập. Ôi, chung cư của Novaland, Novaland dạo này đang có biến động gì á mà em thấy quá trời người ta phản đối tùm lum. Để mà mai mốt em tìm hiểu xem sao. Bên trái thì cô bác anh chị sẽ đi về hướng của cầu Kinh Tẻ nha. Còn bên phải thì ra Nguyễn Văn Linh. Cầu Kinh Tẻ là qua quận 4 đó, còn đi thẳng về chợ Tân Mỹ thôi cô bác anh chị. Mấy cái khu ngã tư mà có chung cư lớn như thế này thì thường hay gió mạnh lắm. À, em chạy thẳng cái con đường Nguyễn Thị Thập này chút xíu về tới chợ Tân Mỹ thôi. Bên trái em là Lotte quận 7 ha. Bắt đầu mưa rồi đó. Mưa tới. Mùa mưa mà. Cô bác anh chị đợi em chút xíu nha, em mặc cái áo mưa nè, trùm cái áo mưa lại. Đó. Rồi, mời cô bác anh chị tiếp tục lăn bánh từ từ. Thiệt mấy hôm nay Sài Gòn ban ngày nhiều khi còn trời nắng nữa. Giờ mà có mưa cũng mừng. Mát mẻ được chút xíu nhưng mà chắc có lẽ là bà con mình buôn bán thì vất vả hơn rất nhiều. Đó là điều đương nhiên rồi. Mưa gió, phố xá cho thuê, bán nhà rồi cũng sát sơ sát cả một con đường. Hướng này là chúng ta về Huỳnh Tấn Phát luôn rồi đó, cô bác anh chị. Đó, trời gầm ha, sấm chớp. Đây là ngã tư con đường Lê Văn Lương với lại Nguyễn Thị Thập. Bún bò xe sa tế tốt mỡ. Bên phải đường Lê Văn Lương cô bác anh chị quẹo ra Nguyễn Văn Linh, còn ở bên trái thì ra Trần Xuân Soạn. Đã bắt đầu mưa rồi. Mưa nữa rồi, chiều tan ca đúng cái giấc này kẹt xe, dễ kẹt xe lắm thưa cô bác anh chị, tại vì bây giờ người ta đi về rất là đông. Ôi đường xá nó xấu quá, ổ gà ổ voi tùm lum hết trơn hết trọi. Cái đoạn này có một đoạn này ngã tư này nó xấu mà lâu quá không thấy ai tới sửa. Đó, có anh chị thấy không, đèn đỏ đèn xanh thì hiện tại đang tắt, không biết là
Bây giờ đang đèn đỏ hay đèn xanh đây? Mưa rồi, bà con mặc áo mưa vô. Đó, người ta dừng lại, người ta mặc áo mưa. À, có những cái khung cảnh mà lâu lâu mới thấy, đúng không cô bác anh chị? Mùa mưa ra đường lúc nào cũng phải thủ áo mưa thôi. Đây là chú đi nhặt ve chai hay sao? Đó, chở ve chai. Cái tháng này cách đây mấy năm trước là cách ly, nhà ai ở đâu ở yên đấy, có bác anh chị. Em chạy về huyện Lương Bằng đi. Ở đây là mấy con đường số, hình như là có thể cô bác anh chị sẽ chạy được về đường Nguyễn Đồng Chi sao, bên tay phải của em. Đường lớn. Đường này là đường số 65. Ui, sấm chớp. Kể ra là cũng khó mưa thưa cô bác anh chị. Sấm chớp đùng đùng mây quá trời mà chưa mưa. Đó, hàng đồ gỗ này chùm lại hết chứ không là ướt. Bây giờ mà mấy người mà đi làm văn phòng chuẩn bị đi về và thấy mưa như thế này là bắt đầu thôi nán lại. Người đọc báo lướt web nghe nhạc thôi. Thấy mây như thế này nè, chưa mưa nhưng mà thấy mây đang kéo tới, đọc báo lướt web nghe nhạc chút xíu. Hết tan mây hoặc hết mưa rồi về. Em thấy là sấm chớp đùng đùng luôn á chứ. Chẳng là mưa chưa có rớt xuống thôi. Mấy cái hệ thống quán xá lớn lớn chỗ quán mặt bằng này là dẹp bỏ hết ha. Đường Nguyễn Thị Thập này cũng te tua lắm thưa cô bác anh chị.
nè, mấy cái hàng quán này. Ồ, anh này chở hàng sắp rớt cái thùng rồi. Chú đi bán bánh khoai mì đó. Ờ hay cô bác anh chị ha. Ờ mình cứ bán bánh, bán đồ hàng rong thì có cái dù to to vậy, cái xe ba bánh đậy đó. Rong rủi cát ngã đường. Nệm giảm từ 10-50%. Trời ơi, hàng nội thất đồ, giường nệm ngày hôm nay giảm giá thấy thương luôn. Xong rồi. Sale à, đang đèn đỏ, em đứng em đợi đỏ cái nha. Bên trái là đường Mai Văn Vĩnh đó cô bác anh chị. Người lầm râm. Rồi, mời các bác anh chị tiếp tục lang thang. Lang thang trên đường mưa rơi. Súp cua. Đó. Ai rồi cũng phải trùm áo mưa thôi. Xả hết 49.000. Gà nướng muối ớt. Cút nướng. Em tới ngay đường Tân Mỹ, em quẹo phải về huyện Nguyễn Lương Bằng. Đây là con đường Lâm Văn Bền nè, có bác anh chị. Bên trái là chúng ta cũng đi ra khu vực Trần Xuân Soạn được nha. Rồi, qua khỏi đường Lâm Văn Bền này thì em mời cô bác anh chị quẹo về chợ Tân Mỹ. Chiều mưa chợ ế ha. Ờ, thêm một cô đi bán hàng rong ha, cá viên chiên rồi trứng cút, bò viên. Bây giờ mấy cái món này được các bạn trẻ ưa chuộng. Đi thẳng thì chúng ta tới đường Nguyễn Văn Linh đó, thưa cô bác anh chị, em sẽ vào phải đường Tân Mỹ ở đây nha, đi ngang chợ Tân Mỹ thôi.
Rồi hướng này ra Nguyễn Văn Linh luôn, tiếp nối với đường Nguyễn Lương Bằng đó. Gọi gọi cuốn bánh ướt, đây có cái cây si phủ cái rễ xuống cũng đẹp, mà rễ cũng ngắn, chắc người ta cắt bớt ở đây vướng cái đường đi người ta. Bên trái em là chợ Tân Mỹ đó. Chiều mưa phố xá mấy cái hàng hóa người ta bán buổi chiều đó cũng giảm bớt đi, mưa gió cũng không ai muốn đi bán ngày mưa cả, hên xui lắm thôi. Bánh phai mì ha, cá viên chiên của anh chị thấy không, toàn là bánh phai mì, cá viên chiên, xúc xích chiên rồi đó. Đây là bắp này, rồi em mời cô bác anh chị đi thẳng ra đường Nguyễn Văn Linh. Ô nhà bè mưa có vẻ mù mịt nha, chỗ này mưa cũng lớn nè, nước nổi tùm lum. Ở đây thì có bệnh viện FV tim Tâm Phúc, Tâm Đức hay Tâm Phúc gì đó, Tâm Đức có bán gì Tâm Phúc đó, mấy cô bán mì này, bánh bèo, bánh lọt. Đây là con đường Nguyễn Động Chi, cắt ngang bên trái là ra Nguyễn Văn Linh được nè có mấy anh chị, bên phải thì chạy một hồi thì cũng đi ra Nguyễn Văn Linh được luôn đó. Đi vào mấy cái khu biệt thự nhà giàu rồi đó. Dèo chéo quậy dèo, ôi trời chấm chét ghê quá, hết hồn quá, giật mình. Đây là bệnh viện FV, rồi bệnh viện FV là Pháp Việt đó các anh chị, rồi bệnh viện Tâm Đức, bệnh viện tim, bệnh viện nhà giàu đó. Hướng Nguyễn Lương Bằng nhà bè là mưa lớn. Rồi em mời các anh chị đi Nguyễn Lương Bằng về luôn nha. Xuống Phạm Hữu Lầu. Đây là Phú Mỹ Hưng thưa cô bác anh chị, phía trước là Crescent Mall bên tay phải của em đó. Đi hướng này chúng ta có thể ra được cầu Ánh Sao luôn. Qua ngã tư ha, em chạy nhanh chút xíu để hết giờ. Trời ơi trời lớn, bây giờ bắt đầu mấy mây kéo tới. Hôm nay có thể là sẽ mưa nhiều nơi đây. Hồi nãy thì lúc em chạy về là trời lớn còn nắng luôn mà. Bây giờ trời lớn bắt đầu kéo mây. Mưa Phú Mỹ Hưng cũng ớn lắm các bác anh chị. Thường Phú Mỹ Hưng hay có cây đổ lắm nha. Thường thường mưa mà gió là Phú Mỹ Hưng hay bị gãy cây. Đây toàn là nhà to to không, đại gia không á.
sấm chớp đùng đùng ha. À, bên phải thì chúng ta có thể chạy qua được ở khu cầu Ánh Sao, thưa cô bác anh chị. Phố xá trời mưa, đường trơn trượt, chạy xe mấy cái ngày này thì rất là dễ bị té, thắng gấp cái trượt. Mưa phía Nhà Bè nhiều, mưa to phía Nhà Bè các bạn anh chị. Ở đây thì không có to, lâm râm như vậy. Cái này nè. Ngay chỗ này là đường Trần Văn Trà nha, bên phải có mấy anh chị đã chạy qua lại đường Nguyễn Văn Linh được luôn á, thông á. Mỹ Hưng bây giờ cũng ngập ghê em cô bác anh chị. Con đường Nguyễn Lương Bằng này cũng vậy, mưa lớn ngập á. Bây giờ cái tình hình là mấy cái con đường ở Sài Gòn đường nào bây giờ mưa cũng ngập. Cầu Cả Cấm 2. Trời, cuối cùng thì cô bác anh chị thấy là vẫn chưa có mưa. Mặc dù mưa cũng lớn nhiều nơi đó, nhưng mà mấy cái chỗ em chạy chưa có mưa không. Muốn có được cơn mưa và muốn có được các clip mưa đôi khi cũng có duyên nữa cô bác anh chị, không phải tự nhiên là có đâu. Cũng khó lắm chứ. Cầu Cả Cấm. Rồi mời cô bác anh chị xuống tới Phạm Hồ Lầu em quẹo thôi. Nước mấy ngày hôm nay ở sông nó rất là vàng thưa các bác anh chị, vàng đục giống như là cát ở trên núi trên đồi, đất ở trên núi trên đồi giờ nó chảy xuống, có lẽ là mưa ở nhiều nơi thượng nguồn đổ về đây. Đó, mây bây giờ bắt đầu còn nhiều hơn cái này các bác anh chị thấy không? Tí xíu nữa em về tới nhà chắc mưa to. Rồi em dừng đèn đỏ đây một xíu nha. Khu mấy cái khu này thì nhà cao tầng không đó, có anh chị thấy chung cư không ha, hai bên toàn là chung cư, sấm đùng đùng xung quanh, có đây chưa có mưa thôi. Thôi đi thôi. Gió nữa ha, mấy cái khu chung cư nhiều nè, gió. Ồ cái cây này người ta chống đỡ nè. Người ta lấy hai cái cây người ta chống, mắc cười ghê, trời ơi thô sơ thấy thương luôn, có nào gió quật cái nó bật gốc không trời. Thôi ở đây thì em cũng xin tạm dừng các clip thưa cô bác anh chị. Pin hình như là cạn rồi này, nếu mà có em xin chào trước để mà lỡ mà nó có tắt đột xuất.
Kính chúc cô bác anh chị thật là bình an, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Ở một buổi chiều mưa đó, em cập nhật tình hình sơ sơ thôi, cập nhật nhanh thôi. Có lẽ là bây giờ bắt đầu mới mưa, đôi khi cái số hết pin thì trời mưa. Em vẫn cứ quay thôi cô bác anh chị. Chừng nào hết pin thì chắc là em xin tạm ngưng đột xuất. Mong cô bác anh chị thông cảm. Do cái clip này nó cũng đột xuất mà em đâu có biết trời mưa đâu. Chạy cà rề một hồi thấy mưa. Bắt đầu mưa tới này. Có người bây giờ người ta mới bắt đầu mặc áo mưa mà. Lên một vài cái cầu nữa là xuống phía Phạm Hữu Lầu, chợ Phước Long đó, thưa cô bác anh chị. Gió thổi. Em mời cô bác anh chị lên cái cầu nữa nha. Xe này chạy đi đâu đây? Trời đất ơi. Đường có chút xíu à, hai ba chiếc xe trên nhau chạy. Chính vì gió cũng mạnh cho nên là khó mưa, thưa các bác anh chị. Đúng lý ra đám mây rất là đen, có thể là mưa to lắm á. Nhưng mà cuối cùng mưa lâm râm như vậy thôi. Gió thổi mây đi hết rồi. Cầu ông đội nha. Đấy, cầu ông đội. Bên phải em có khu nhà nó bỏ hoang đó, xây dở dang thì chắc là bị dính pháp lý là người ta để nó luôn. Xuống cầu ông đội này là tới đường Hoàng Việt, bên trái là về khu Đạo Trí, còn đi thẳng thì chúng ta tới cầu Phước Long. Đó, cô bán đồ rồi. Cầu Phước Long ở đây vẫn là quận 7 thưa cô bác anh chị, Phú Mỹ quận 7. Tới chợ Phước Long chắc em mua ít thịt heo về tối nấu cái canh kim chi thịt heo. Rồi chắc là em xin tạm dừng cái clip ở đây nè. May mà cái cục pin của em ấy, nó chưa có tắt đột xuất. Đây, em một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều niềm vui, bình an và sức khỏe trong buổi chiều mưa gió ngày hôm nay. Ở đây đèn đỏ thì được đi thẳng thưa cô bác anh chị đối với xe máy. Rồi, hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Xích lô quán. Quá trời. Quán xá mưa gió.